Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và mình là Angel đây. Mình là Louis. Nhìn anh là biết rồi, khỏi cần giới thiệu nha. Chào chào. Rồi, thay mặt mọi người chào Louis nè. Ok, chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều năng lượng nha. Ôi ôi, đâu ra cái điệu nhảy đó vậy? Louis dẹo quá. Điệu nhảy mới mua đó. Chỉ có những người có tâm hồn bánh bèo này nọ rồi mới nhảy được mấy điệu nhảy đó thôi, chứ con trai ai đâu mà xài. Thôi đừng có nhảy nữa. Hôm nay em với lại Louis tập làm vlog nha. Suy nghĩ cái gì? Tại vì cái chữ vlog á viết trên game không có cho, cho nên là viết ra tiếng Việt luôn cho dễ đọc, chứ để thôi viết .. anh không hiểu nữa. Đâu, anh thử. Đấy, thấy chưa? Em nói rồi mà, game dạo này cấm nhiều từ lắm. Hèn gì mà làm vlog gì đấy em? Hai đứa mình sẽ làm một youtuber thực thụ, làm vlog xoay quanh ở trong game nè, xong rồi đi review cái này cái kia vậy đó. Cái gì mà Louis tập làm với Angel không? Có chứ. Ok, bây giờ mình tập làm trong game trước đi, để mai mốt á mình có làm ở ngoài thì đỡ bỡ ngỡ. Nhưng mà bây giờ ai nói giờ ta? Ai review giờ? Để anh review cho, em chỉ việc quay anh thôi. Được không đó? Sai, dễ ẹt. Trông có vẻ rất là tự tin luôn. Ok, nếu như mà anh muốn thì em chiều. Ok nhá. Rồi, bây giờ mình và Louis sẽ làm một youtuber nha mọi người. Và đi review. Nhưng trước tiên là mình phải test trước đã. Cho ổng review cái gì trước giờ ta? Anh đã không làm, mà đã làm là phải đỉnh. Wow, tự tin quá ha. Anh là số 1, number 1. Tiếng Anh như tiếng Việt ấy, number 1 là number 1, chứ number 1 là cái gì? Việt sắp luôn. Thôi chịu, cái gì em cũng cãi được hết trơn á. Nếu mà bây giờ Louis tự tin vậy rồi đúng không, thì em sẽ cho anh đi làm luôn. Ok, let's go. Bây giờ mình và Louis sẽ ra ngoài đường nha mọi người, và review những cái thứ ngoài đường. Để coi là với lại cái tài ăn nói của ổng thì ổng sẽ review như thế nào nha. Yahoo. Giờ đi đâu em? Em có chỗ này cho anh review nè. Đi theo em. Chạy bộ lâu quá mọi người à. Để mình lấy xe chở ổng cho nhanh nha. Vẫn đang đứng ngóng chờ, không có biết là mình chở đi đâu review á. Yên tâm đi Louis ơi, chỗ này quen thuộc với anh lắm. Đảm bảo anh review cái là 10 điểm liền. Ống. Ok, tới rồi nè. Ở đây nè Louis. Chỗ này quen quen ta. Thiên hạ đồn ở đây là nhà của anh, mà giờ anh kêu quen quen cái gì? Không lẽ? Thì nó đó, chứ không lẽ gì nữa. Anh review bầm cầu đi. Chú cha mẹ ơi. Sao đó, em cái gì dậm chân dậm cẳng dữ vậy? Không sao. Vậy thì nhảy xuống đi, chứ còn đứng đó chần chừ gì nữa. Louis nhanh đi, chờ đợi lâu quá nè. Ok, tôi là bật nóc được thì liệu hồng. Ồ, đây là lần thứ hai mình xuống đây đứng luôn á. Louis thì chắc nhiều lần rồi. Chỗ này có vẻ mát mẻ nhỉ. Ổng cầm máy luôn rồi. Ok, bây giờ Angel sẽ im lặng để cho Louis review chỗ này nha. Nhìn anh review này là một lần trong đời thôi nha. Trông chuyên nghiệp ghê ta. Xoài. Vô. Rồi, nhường lại spotlight cho Louis đó. Vô. Xin giới thiệu với mọi người, trước mặt của mọi người là gầm cầu. Wow, đỉnh. Đây là chỗ dành cho những con trai sợ vợ. Đặc biệt không có Louis trong đó. Ghê đây. Vì sao mà dành cho con trai sợ vợ? Vì sao nè? Rồi, youtuber bị đứng hình rồi mọi người à. Alo, youtuber ơi, trả lời đi. Sao đứng im ru vậy? Đó là gì cãi nhau với vợ sẽ ra đây nè. Nằm để làm gì? Đó là hưởng thụ trăng thanh gió mát. Và một điều rất là đặc biệt. Đặc biệt sao vậy youtuber Louis? Những âm thanh du dương nghe rất vui tai,
bởi những con muỗi bay vo ve vo ve. Review này rành dữ ta, quá trời rành gầm cầu luôn. Rồi còn cái gì nữa không anh YouTuber ơi? Còn nhiều lắm. Không biết còn cái gì nhưng mà nãy giờ thấy Louis đổi ba tướng rồi đó. Vậy cái vlog chưa xong nữa mà đổi ba tướng đứng rồi. Nhưng một điều cuối cùng, tôi xin gửi đến các anh có người yêu, các bạn có vợ. Nhắn cái gì mà nghe trịnh trọng quá vậy? Nữa, đổi dáng nữa. Trời ơi, Louis quay vlog hay đi thi người mẫu vậy? Tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn đã có người yêu, nếu muốn trải nghiệm thực tế thì hãy chơi trò mạo hiểm nhất, đó là trêu người yêu. Còn không thì thôi, chứ ngoài này lạnh lắm, không có gì vui đâu. Tôi ở ngoài tôi biết. Ý lộn, tôi review hoài nên tôi biết. Quá xạo sự rồi. Xin hết. Mọi người nhớ đăng ký kênh Louis Official nha. Quảng cáo thấy ghê không? Kênh review thực tế. Bởi một người sợ vợ. Coi ổng lương lẹo kìa mọi người. Ổng tắt máy quay xong ổng mới kêu là bởi một người sợ vợ. Ok chưa em? Ok ok, quá chân thật luôn. Review từ lúc trời sáng tới lúc trời tối mới xong nha. Một phần chắc đây là ngôi nhà thứ hai của Louis á, cho nên là quá rành mà. Thôi bây giờ em không có chấm đâu, để cho các bạn xem một cái bạn chấm điểm đi nha. Thôi về lẹ, không mũi chích. Ờ thôi về nè, tối rồi. Nhưng mà khoan. Gì nữa? Về đi em, chứ anh ám ảnh chỗ này quá à. Thì về mà, nhưng một mình em về thôi. Anh ở lại đi. Nope. Cái gì? Đây là nhà của anh mà. Bây video xong rồi thì em đi về nhà. Anh cũng ở nhà của anh đi chứ. Kêu bà. Ở lại vui vẻ nha, YouTuber có tâm. Chị hạt dẻ đừng bỏ dâu một mình. Bye bye dâu nha, hạt dẻ đi đây. Em. Hiện giờ thì mình lên đây rồi nha mọi người. Còn Louis thì vẫn đang đứng ở dưới kia nha. Và vừa rồi là một ngày tập làm YouTuber. Thật ra thì mình cũng cho Louis thôi mọi người à. Giả bộ kêu làm YouTube vậy thôi, chứ thật ra là ý của mình cho ông đi gầm cầu đó. Ok, hôm nay thì review dừng lại ở đây thôi ha. Tập sau mình sẽ kiếm cái khác để review nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi về nhà chăn ấm niệm im đây. Còn ở đây thì kệ đi ha. Ok, và lúc đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nhé. Bye bye mọi người.